kính chào quý vị. Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của bản tin chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh MayTV. Nam Phương rất vui mừng khi được đồng hành cùng quý vị trong 15 phút của chương trình. Trước khi đến với phần tin chi tiết, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Quy hoạch 4 quận nội đô tăng cao ốc có gây ùn tắc. Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng được cho phép xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng làm dấy lên nhiều lo ngại. Săn căn hộ hàng hiếm 40 triệu một mét vuông, khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Những dự án quanh ngưỡng 40 triệu đồng một mét vuông dần trở thành hàng hiếm trên thị trường. Mobile app là vũ khí chiến lược trong thời đại 4.0. Ứng dụng di động mang lại độ tương tác cao hơn so với website, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt thời gian tới. Ô tô điện không người lái Model S 2019 gặp tai nạn nghiêm trọng tại Texas, Mỹ. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin. Mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh được phát hiện từ năm 1960 với trữ lượng khoảng 544 triệu tấn. Đây được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, mỏ sắt này mới chỉ khai thác vỏn vẹn 3 năm rồi tạm dừng vì nhiều vướng mắc. Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 5 xã ven biển Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Thạch Hải, Thạch Trị và Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với tổng diện tích đất sử dụng hơn 4.800 ha. Giai đoạn 2008 đến 2011, chủ đầu tư đã cho bốc đất tận phủ được khoảng 12,7 triệu mét khối, độ sâu âm 34 mét so với mực nước biển, thu hồi khoảng 3.000 tấn quặng. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2011, chính phủ phải cho tạm dừng dự án để thẩm định lại thiết kế kỹ thuật và tái cơ cấu cổ đông do vướng mắc về huy động và góp vốn, dẫn đến hệ lụy như chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, thiếu tiền thanh toán cho nhà thầu. Gần 10 năm bất động, đến nay dự án vẫn chưa được tái khởi động trở lại. Hiện cổng chính ra vào cửa xí nghiệp khai thác mỏ vẫn đóng kín, một số máy móc dùng để khai thác dự án trước kia nay tập kết trong khuôn viên nhà điều hành. Phơi mưa, phơi nắng, các khu nhà điều hành, nhà ở công nhân bỏ hoang, hư hỏng. Theo tính toán ban đầu, dự án ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 5.000 hộ dân, phải di dời gần 4.000 hộ. Tuy nhiên đến nay chỉ mới di dời hơn 100 hộ và giải phóng mặt bằng hơn 830 ha. Thưa quý vị, đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng cho phép xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng dọc các trục đường chính và xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị vào cuối năm nay. Vậy tăng thêm các cao ốc có làm gia tăng áp lực giao thông vốn đã rất nhức nhối? Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc gia tăng áp lực giao thông khi triển khai quy hoạch này không chỉ phụ thuộc vào chất lượng quy hoạch ban đầu mà còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng hiện thực hóa quy hoạch và quản lý quy hoạch. Thực tế, Hà Nội đã có rất nhiều dự án cao tầng mọc lên gây ùn tắc giao thông nhưng vẫn được thuyết minh là đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch. Nguyên nhân là hàng loạt tuyến đường hạ tầng vẽ ra rất đẹp nhưng hầu như chỉ nằm trên giấy. Thành phố Hà Nội vừa công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Với yêu cầu chính là kiểm soát dân số tại 4 quận. Các đồ án nhằm mục tiêu giảm từ 1,2 triệu dân năm 2009 xuống dự kiến còn 672.000 dân. Không gian đô thị được xác lập chủ yếu là công trình thấp tầng, các công trình cao tầng phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc dọc các tuyến đường vành đai, đường hướng tâm, các khu vực tái thiết đô thị, khu vực điểm nhấn đô thị như xung quanh Hồ Giảng Võ, khu đất số 29 Liễu Giai, 148 Giảng Võ, các khu vực xung quanh nhà ga, đường sắt đô thị. Chuyển sang thông tin đáng chú ý nhất về bất động sản. Giá bán căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà tăng mạnh. Ngay cả những dự án quanh ngưỡng 40 triệu đồng một mét vuông cũng dần trở thành hàng hiếm trên thị trường. Theo số liệu báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 2 năm 2021 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, tất cả dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đều thuộc phân khúc cao cấp với giá bán trên 40 triệu đồng một mét vuông. Căn hộ giá từ 20 đến 40 triệu đồng một mét vuông hầu như không có dự án nào. Hiện khu vực Nam Sài Gòn có khu đô thị Mizuki Park quy mô 26 ha đang trình làng giai đoạn 2 nhưng số lượng sản phẩm không nhiều. Dự án này được khách hàng săn mua để ở lẫn các nhà đầu tư đánh giá cao nhờ nằm ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ghi nhận mức giá khu đô thị như Mizuki Park chỉ khoảng 40 triệu đồng một mét vuông. Một số ý kiến còn nhận định nhiều khả năng giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi mà giá dự án căn hộ tại Bình Dương, Đồng Nai cũng đã chạm ngưỡng 35 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Sở Giao dịch chi nhánh các địa phương cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền đưa ra lưu thông, cụ thể là mệnh giá 500.000 đồng không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi. Qua theo dõi của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, các đơn vị thời gian qua, tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông tại một số đơn vị ở mức cao. Năm 2020, các chi nhánh có từ 5 trên 10 tháng chi loại tiền 500.000 đồng vượt mức 60% trở lên là Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Thái Bình.
trong khi việc chi các loại tiền mệnh giá nhỏ tại một số đơn vị chưa được thực hiện tích cực, thông suốt. Để tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu Sở Giao dịch, chi nhánh các địa phương theo dõi diễn biến thu chi tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc nhà nước. Chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loại tiền 100.000 đồng và 200.000 đồng. Riêng loại tiền 500.000 đồng, tỷ lệ chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi. Thưa quý vị, mobile app marketing đang dần trở thành một phần quan trọng trong thời đại marketing 4.0 với hơn 4 triệu ứng dụng đang có mặt trên các cửa hàng ứng dụng toàn cầu. Thế giới hiện có đến hơn 3 tỷ người sử dụng Internet thông qua điện thoại mỗi ngày và một nửa trong số đó thường dành phần lớn thời gian để truy cập các ứng dụng di động. Hầu hết kết quả khảo sát cũng đều cho thấy ứng dụng di động mang lại độ tương tác cao hơn so với website trên thiết bị di động hoặc các kênh online khác. Tại Việt Nam, The Coffee House là một trong số ít thương hiệu đã thực hiện thành công chuyển đổi số và đạt mức tăng trưởng kỷ lục, bất chấp những khó khăn và thử thách của đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Bi là ứng dụng đặt xe thuần Việt đang rất được người dùng yêu thích, là minh chứng rõ nét nhất về cuộc chiến siêu ứng dụng đang diễn ra tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đau đầu với một bài toán khó nhằn: làm thế nào để người dùng liên tục sử dụng app của mình. Đây sẽ là mấu chốt thành công trong thời đại công nghệ 4.0. Nối tiếp là thông tin. Thị trường bán lẻ Việt Nam thời gian qua có sự phát triển mở rộng đáng kể. Doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tiếp tục mở rộng hệ thống và tái cơ cấu lại nhận diện thương hiệu, chuyển sang một tên gọi mới. Ngành dịch vụ tại Việt Nam tăng trưởng 2,34%, đứng đầu là ngành bán sỉ và bán lẻ với 7% tăng trưởng so với cùng kỳ trong quý 4 năm 2020, đóng góp 33,5% vào nền kinh tế. Ngành dịch vụ cũng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021. Điều này khiến Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất và hấp dẫn nhất trên thế giới. Các nhà đầu tư liên tục mở rộng hệ thống, việc chuyển đổi, mua bán, sáp nhập hệ thống bán lẻ vẫn đang diễn ra và mang một hơi thở mới cho thị trường. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đa dạng hóa loại hình hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn. Trong đó, các hình thức đầu tư trong và ngoài nước được khuyến khích nhằm góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Thưa quý vị, từ đầu năm 2022, Singapore sẽ lắp đặt miễn phí 300.000 đồng hồ nước thông minh đầu tiên cho các hộ gia đình, các tòa nhà thương mại và công nghiệp. Đây là một phần trong kế hoạch số hóa hệ thống nước quốc gia của đảo quốc Sư Tử. Cơ quan cấp nước quốc gia Singapore cho biết những chiếc đồng hồ này sử dụng công nghệ kỹ thuật số để theo dõi việc sử dụng nước và rò rỉ nước. Giai đoạn đầu tiên của chương trình đồng hồ nước thông minh dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023. Với đồng hồ thông minh, người dùng có thể theo dõi hiện tượng rò rỉ, mức sử dụng nước thực tế và tiết kiệm được khoảng 5% chi phí. Dự án ước tính trị giá 123,7 triệu đô la Singapore, tương đương với 92,7 triệu USD. Công ty SP Service, công ty con của tập đoàn SP, thuộc sở hữu của chính phủ, sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và lắp đặt đồng hồ thông minh và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, cũng như vận hành và bảo trì trong 15 năm. Tính đến ngày 31 tháng 3, tập đoàn SP lắp đặt hơn 500.000 đồng hồ đo điện thông minh trên toàn quốc và dự kiến hoàn thành lắp đặt cho tất cả 1,4 triệu hộ gia đình vào năm 2024. Tiếp nối bản tin sẽ là chùm tin vắn đáng chú ý sau. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong quý 1 tăng trên 30% so với năm 2020, với hơn 35.000 chiếc. Cụ thể, lượng xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là hơn 23.000 chiếc và ô tô tải là 9.450 chiếc. Hiện xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam chủ yếu đến từ 3 thị trường gồm Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Đáng chú ý, trong quý 1 năm nay, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc đã tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Sản phẩm của xe Trung Quốc cũng đa dạng từ các hãng khác nhau như Beijing, Reliance, BAIC và thường được nhập bằng hình thức nhập tư nhân số lượng nhỏ. Hiện nay, trở ngại lớn đối với xe Trung Quốc nhập khẩu nguyên chiếc so với nhập khẩu từ các nước ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia là thuế còn cao. Ô tô Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam phải chịu thuế nhập khẩu từ 47 đến 70% tùy loại. Theo Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB, số tiền đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc chạm mức cao kỷ lục 4,3 nghìn tỷ won, tương đương 3,85 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, tăng so với mức 4,2 nghìn tỷ won năm trước đó. Đầu tư mạo hiểm của Hàn Quốc dự kiến sẽ có thêm động lực khi chính phủ chuẩn bị thực hiện phiên bản thỏa thuận mới của Hàn Quốc trong vòng 5 năm tới nhằm nỗ lực khởi động nền kinh tế.
Trong bối cảnh bùng nổ đầu tư mạo hiểm, KDB cho biết họ sẽ thành lập một chi nhánh đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon, California, Mỹ vào nửa cuối năm nay. Chi nhánh mới này sẽ có nhiệm vụ giúp các công ty khởi nghiệp địa phương thâm nhập vào Mỹ và hỗ trợ các kỳ lân Hàn Quốc. Các công ty khởi nghiệp chưa niêm yết với định giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo chính quyền địa phương, một chiếc ô tô điện không người lái Model S 2019 của hãng Tesla đang lưu thông trên đường đã gặp tai nạn vào cuối ngày thứ Bảy 17 tháng 4 tại Texas, Mỹ. Chiếc xe này sau đó đã bốc cháy và khiến hai người trên xe thiệt mạng. Chiếc xe đã đâm vào một cây trong khu Cottonwood, cách thành phố Houston khoảng 48 km về phía bắc. Được biết, khi xảy ra vụ việc, chiếc xe này đang chạy với tốc độ cao và mất lái khi rẽ, khiến chiếc xe lao ra khỏi đường ở khoảng cách 30 mét. Để dập tắt đám cháy do chiếc Tesla phát nổ, đội cứu hỏa đã phải sử dụng tới hơn 113.000 lít nước và mất gần 4 giờ để khống chế ngọn lửa. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên các trang báo vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, con sốt lan đột biến chưa dứt. Chủ vườn lan đột biến Nguyễn Hà Thanh, 35 tuổi, trú ở xóm chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, bị tố ôm hàng trăm tỷ của khách hàng bỏ trốn. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xử lý hình sự, chủ vườn lan đột biến Hà Thanh bị tố cuỗm hàng trăm tỷ bỏ trốn ở Ứng Hòa là thông tin đáng chú ý trên tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam đầu tuần ngày 19 tháng 4. Sau khi vụ việc được phản ánh thông qua mạng xã hội, nhận thấy tính chất nhạy cảm của vụ việc, cơ quan công an đã đề nghị Viện Kiểm soát Nhân dân huyện cùng vào cuộc. Qua lời khai của anh Nguyễn Hà Thanh và số lan kiểm đếm, thì toàn bộ số đơn đặt hàng đều có ở vườn lan. Qua đó, lãnh đạo công an huyện Ứng Hòa cho biết, với những dấu hiệu ban đầu và tài liệu thu thập, cơ quan tố tụng chưa xác định dấu hiệu tội phạm hình sự trong vụ việc này. Thưa quý vị, nhiều mục tiêu quan trọng được đề ra trong dự thảo đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề án đã nhấn mạnh mục tiêu tập trung đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, đồng thời đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc quan trọng khác kết nối các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với các đầu mối vận tải lớn như cảng hàng không quốc tế, cảng biển cửa ngõ quốc tế. Trên tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam Real Time cho biết thêm, đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc. Trong đó, đến năm 2025, hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Lotteria Việt Nam đã lên tiếng đính chính, khẳng định thông tin chuỗi cửa hàng sẽ đóng cửa là không chính xác. Tuy vậy, không thể phủ nhận hoạt động kinh doanh của Lotteria gặp không ít khó khăn, còn tình trạng của KFC, Jollibee, Burger King, McDonald's khi dấn chân vào thị trường F&B Việt Nam như thế nào? Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam cho biết thêm thông tin. KFC kiểm soát được chi phí bán hàng, nên doanh nghiệp vẫn báo lãi 78 tỷ đồng. Trong năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Jollibee Việt Nam thu về 1.118 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp lên tới 604 tỷ và phải chịu lỗ 10 tỷ đồng. Hay McDonald's ra mắt khá rầm rộ vào năm 2014 với tham vọng có 100 cửa hàng vào năm 2022. Tuy nhiên, hiện hãng này mới chỉ có 23 cửa hàng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh MayTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Hãy đăng ký kênh ngay để nhận được những thông tin kinh tế hữu ích, thiết thực nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.